พี่น้องฟัดนำมาแควเหยจะดิ้งตัวลาเลยนะจะได้เหรอไม่ทุบเป็นเกี่ยวกับทางเนาะđội trưởng đang chỉ đạo những thành viên nào là đi phát ở những nơi đâu ấy. Bà con nào đang có rừng đồi mà quế nó đang tuổi lớn như thế này mà có cỏ nó mọc rậm tùm thì mọi người hãy liên hệ đội văn tự quế, số điện thoại liên hệ ở trên màn hình. Mọi người gọi điện thoại để biết thêm chi tiết và thương lượng giá cả. Đội này rất là hùng hậu, lúc nào gọi cũng có. Hello mọi người nha. Này đội bên anh em đội bên quế này, thêm công việc mọi người ạ. Hôm nay có đội anh em đội bên quế là phát hồ trong xã và phát cho gia đình bác bá Ngân Kỳ ở thôn An Thịnh ạ. Hôm nay có đội gia đình là nhờ anh em đội bên quế là chăm sóc vào quế 3 năm tuổi. Quế non mọi người ạ. Nay theo đội theo bên quế là hơn chục anh em đi rất là sớm, là hiện tại là đang giữa trưa, anh em đang bắt được một lối lên đây nè, giữa nương rồi ạ. Anh em đang cố gắng mà phát tông cho buổi sáng cho gia đình ạ, để còn trên gia đình phun thuốc cho quế ạ. Anh em đội văn quế là nhân lực rất là đông, bà con trong xã và ngoài xã ai có nhu cầu phát nương thì hãy liên hệ đội văn quế ngay nha. Anh em đội văn quế sẽ lên lịch và phát nương cho bà con, phục vụ bà con ngay 24/24 luôn ạ. Giá cả thì cũng lý đôi bên mọi người nha, không lo anh em đội văn quế là lấy đắt đâu. Mọi người mà nhiều bà con mà chưa có tiền ngay thì anh em đội văn quế là sẽ tạo điều kiện hết cớ để cho bà con trả chậm mà cho thời gian nhất định để phục vụ bà con ạ. Thì đang trong mùa vụ nâng tre và nâng quế, chăm sóc quế thì ai nhu cầu đi liên hệ cho văn quế ngay nha. Cảm ơn bà con mà trong thời gian qua đã tin tưởng anh em của văn quế nha. Anh em của văn quế là nói sẽ duy trì và bà con 24/24 ạ. Xin chào bà con nha.